Trước đó, vào chiều qua 30 tháng 5, các đại biểu Quốc hội thảo luận tổ về dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Tại tổ số 8 gồm các địa phương Điện Biên, Bình Định, Sóc Trăng và thành phố Đà Nẵng, do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng làm tổ trưởng. Các đại biểu Quốc hội đã tích cực tham gia những ý kiến thiết thực để các dự thảo nghị quyết đáp ứng nhu cầu thực tiễn cuộc sống. Đa số các đại biểu đều bày tỏ đồng tình về nội dung cơ bản của dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi. Tuy nhiên, về đối tượng, đại biểu Trần Chí Cường cho rằng thành phần giữ chức vụ do Quốc hội và Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn thì nó cũng không phải còn là nhiều. Như vậy, tôi đề nghị là nên đưa đầy đủ những cái đối tượng này vào để cho nó đảm bảo đúng theo cái nội dung của mà cái phạm vi điều chỉnh và cái nội dung của nghị quyết. Nó gồm cả cái thẩm phán, tòa án nhân tối cao, các ủy viên của Ủy ban Quốc phòng an ninh, rồi ở địa phương thì có cái các phó ban của hội đồng và hội đồng dân và cái hội thẩm nhân dân. Để đánh giá một cách đầy đủ, khách quan, bao quát uy tín của người được đánh giá, đại biểu Trần Chí Cường cho rằng cần bổ sung thêm một số yếu tố nhằm đảm bảo việc đánh giá theo chủ trương chung của Đảng. Tại điểm A khoảng 2 về việc mà đánh giá kết quả lãnh đạo về công tác tham mưu tổ chức thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước á, thì nên bổ sung thêm những cái cụm từ như là bản lĩnh chính trị, dám đột phá vì lợi ích chung. Thì nói cái điều này thì nó sẽ phù hợp với cái kết luận 14 năm ngày 22 tháng 9 21 của Bộ Chính trị. Và như vậy thì nó cũng tạo thêm một cái là có những cái vấn đề mà cơ quan chức năng có thể kết luận người ta có thể không ấy, nhưng mà thực hợp đồng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân có thể đánh giá lại cái việc làm của cái cán bộ đó, làm những cái nội dung đó nó có phải vì cái chung, vì cái đột phá và vì cái chung và có bản lĩnh trong cái việc đó không, thì nó đánh giá như vậy thì nó thể hiện rõ hơn trong cái việc mà đánh giá cán bộ. Các đại biểu cũng cơ bản đồng tình đối với dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Góp ý đối với nghị quyết này, đại biểu Nguyễn Duy Minh cho rằng cần kiểm tra đánh giá cụ thể để ban hành nội dung về khoản 13 điều 6 về kiểm soát khí thải phương tiện giao thông, vì quy định của điều khoản này ảnh hưởng rất lớn đến người lao động đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Khoản 13 của điều 6 ấy về kiểm soát khí thải phương tiện giao thông, trong đó cái điểm A là tác động, tôi thấy rằng là nó sẽ tác động rất là lớn đến cái lực lượng người lao động, người dân khi không đảm bảo các cái phương tiện kỹ thuật thì đi vào một số cái khu vực trên địa bàn thành phố thì sẽ không được phép, thậm chí là bị xử phạt, thì đòi hỏi điều này cũng phải có cái sự đánh giá tác động kỹ lưỡng. Nhưng tôi nghĩ rằng là việc sử dụng các cái biện pháp để mà hạn chế thì cũng rất là tốt, nhưng để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng là tốt, nhưng mà trong giai đoạn ngắn 5 năm mà để đảm bảo được những nội dung này thì rất là khó khăn. Nó đã ảnh hưởng rất là lớn đến cái đời sống của người lao động. Phần lớn các đại biểu cũng cơ bản đồng tình và cho rằng việc ban hành nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh là rất cần thiết đối với một thành phố lớn, đầu tàu về phát triển kinh tế xã hội của đất nước như thành phố Hồ Chí Minh.